Xin chào các bạn đến kênh của mình. Bữa nay mẹ em mua 3 thùng sữa cun cho mình nha. 2 thùng rau và 1 thùng trái nước trái cây ổi rồi các bạn. Nè, có săn được. Rồi có săn thẻ để nhận được một cái hộp bút nè các bạn. Săn 3 thẻ nè. Đưa vậy chụp ba tiền dây ba lô nghe nói. Điện đá banh. Săn thẻ đặc biệt thì các bạn sẽ đổi một cái iPad và đôi giày patin nha các bạn. Với mấy quạt nữa nè. Cái quạt ở đây nè. Nếu mà mình săn được 3 thẻ thì mình sẽ đổi được một cái hộp bút nha mấy bạn. Còn 6 thẻ mình sẽ được một cái quạt cầm tay. 9 thẻ là mình sẽ được một cái ba lô hoodie cool. 10 thẻ mình sẽ săn được một cái quả bóng. Còn bạn nào may mắn thì mình sẽ chúng được sưu tập được cái thẻ đặc biệt là chúng cái iPad và đôi giày chụp patin nha. Dạ. Đây, đôi giày chụp patin nè. Dưới đây nữa nè. Màu hồng mới chịu chứ. Nè. Màu hồng này nè. Wow. Cái hồng màu hồng. Đôi giày cool nè các bạn. Mày quá thích luôn. Cái phần thưởng rất là hấp dẫn luôn nha. Rất là đẹp luôn. Giờ mình dễ hôi hùng hùng giữa xe ở nhà các bạn. Bây giờ sẽ khui đâm. Đâm. Bây giờ mình sẽ coi cái thùng này được cái thẻ gì đó nha các bạn. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow. Thẻ nước, thẻ vận động, sưu tập thẻ vận động và đổi quà. Wow. 3 thẻ đổi được một cái hộp bút nè. Nếu mà mình sưu tập được đủ cái số thẻ thì mình sẽ đổi được những phần quà của bên sữa cun nha các bạn. Bây giờ Yến và An sẽ cùng nhau khui hộp sữa, thùng sữa rau nha. Để xem cái thẻ là như thế nào đây. Khiên vào chỗ này. Bây giờ mình sẽ khui hộp sữa rau nha. Để em cho. Đưa đi chị nữa. Để em thử. Thế gì nè. Cẩn này. Đặt. Vậy là mình sưu tập thêm được một thẻ vận động nữa nha mấy bạn. Vậy là được tổng cộng 2 thẻ nha. Bây giờ mình sẽ săn một thẻ nữa là mình đủ số lượng để mình đổi cái hộp bút nha. Giờ tới mình nha. Wow. Vậy là thêm một thẻ vận động nữa nha các bạn. Vậy là bây giờ Yến và An đã có 3 thẻ vận động đủ số thẻ để mình đổi cái hộp bút nha. Dạ. Mẹ sẽ đổi cho hộp bút cho Yến và An nha. Dạ. Dạ. Bây giờ mình sẽ uống nước trái ổi nha các bạn. Đúng rồi. Đây. Hình chớp chớp. Sau khi khui thẻ thì Yến và An sẽ được phần thưởng là uống nước trái ổi trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ uống nha. Dạ trước uống nha. Để xem cái hương vị của nó như thế nào nha. Mở hộp bút này ra. Thơm lắm các bạn ơi. Hào quá. Yến và An đang rất là hào hứng vì đây là lần đầu tiên uống nước trái ổi luôn nha mấy bạn. Ngon quá ngon lắm bạn ơi, thơm nữa. Thơm ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt nữa. Đúng rồi, hình trái ổi luôn. Nước hương trái ổi ngon không? Dạ ngon. Mai mốt mẹ sẽ mua nhiều cho hai đứa uống nha. Dạ. Dạ. Ngon quá. Thơm nữa. Mình đã hết uống nước trái ổi rồi nha các bạn. Mình cũng vậy. Mình uống hết rồi các bạn. Mình để dành thùng sữa dâu để mai mình uống nha. Mấy bạn kêu cha mẹ mua hùng ba hồng sữa như mình đi. Mình ngoan mình mới được mua. Mấy bạn phải ngoan mới được mua nha các bạn.